với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Bị giành quyền nuôi con lần hai, Nhật Kim Anh bức xúc tố chồng cũ đừng nghĩ một tay che trời. Việc kiểm soát cho rằng Nhật Kim Anh là nghệ sĩ nên không có thời gian chăm sóc con nhỏ. Chính vì vậy, chồng cũ Vũ Lộc tiếp tục đề nghị giành quyền nuôi con sau ly hôn. Liên quan đến tranh chấp giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ Vũ Lộc, sau bản án ngày 23 tháng 3, sáng ngày 6 tháng 4, Viện Kiểm sát quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chính thức có kháng nghị mới. Một lần nữa, Nhật Kim Anh không giành được quyền nuôi con, dù bản án trước đó cô ngầm thừa nhận mình đang ở phía lợi thế. Bị viện kiểm sát cho rằng mình là ca sĩ diễn viên nên không đảm bảo việc chăm sóc con nhỏ, ngay lập tức Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng. Cô dẫn chứng trong showbiz cũng rất nhiều người vừa làm mẹ vừa làm nghệ thuật nên kết luận từ viện kiểm sát là không thỏa đáng. Thậm chí giọng ca Lâu Đài Cát còn tố chồng cũ dùng mối quan hệ riêng để đổi trắng thành đen. Viện kiểm sát ơi là viện kiểm sát, nghệ sĩ thì không phải con người hay sao? Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy? Ngoài kia hàng ngàn nghệ sĩ họ vẫn chăm sóc và nuôi dạy con tốt đó thôi, không lẽ tôi thì ngoại lệ à? Đã giao quyền chăm con cho tôi chưa mà biết tôi chăm không tốt? Con tôi hiện giờ mới 4 tuổi rưỡi thôi, anh Lộc cũng không phải là người trực tiếp chăm sóc mà là ông bà nội đang trực tiếp chăm sóc bé. Anh Lộc chỉ là người trực tiếp chăm trên giấy tờ thôi à? Và vỏn vẹn chăm con tôi chưa được 2 năm kể từ sau khi ly hôn nhé. Nếu giao con cho tôi thì tôi chăm con tôi trọn đời cơ mà, sao lại nói là bất công cho anh Lộc khi đã chăm cháu từ xưa tới giờ? Xưa tới giờ là mấy năm mà. Hãy nhớ trắng là trắng, đen là đen, đừng nghĩ có người chống lưng, có mối quan hệ to lớn thì một tay che trời. Đọc Phi Bằng vui lòng đọc từ trên xuống dưới và đọc từ trang 1 cho tới hết, đừng đọc nhảy cốc rồi viện vào những cái vớ vẩn. Dương Đen bọn em không phục đâu ạ, Nhật Kim Anh không phục trước bản án mới ngày 6 tháng 4. Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn cùng Vũ Lộc. Tuy nhiên, vài năm sau đó, cả hai xác nhận đường ai nấy đi. Thời điểm ly hôn, Nhật Kim Anh nhường quyền nuôi con cho bà nội vì không đủ tiềm lực kinh tế và bận rộn công việc nghệ thuật. Cuối tháng 11/2019, Nhật Kim Anh gây chú ý khi lên Facebook tố chồng cũ ngăn cản không cho gặp con. Cũng từ đây, tranh chấp giành quyền nuôi con của đôi vợ chồng ngày càng căng thẳng. Từ khi chia tay, cháu còn nhỏ bị bệnh, tại sao không giành quyền nuôi con? Cô ấy đồng ý giao con cho tôi và gia đình vì nhận thấy con ở đâu là tốt nhất. Bây giờ con cứng cáp yên ổn thì giành. Bủ Long là con của Nhật Kim Anh sinh ra và cũng là con trai tôi. Tôi ngăn cản cô ấy như thế để được gì? Dịp sinh nhật trung thu, tôi đều là người chủ động gọi điện thoại nhắn tin cô ấy về Cần Thơ tham dự cùng gia đình. Cô ấy về thăm con, chúng tôi vui vẻ đi chung, mong muốn tạo không khí ấm cúng cho con trai. Nếu tôi dạy con mình xa lánh hay không thương mẹ, khác nào gián tiếp dạy con không thương cha. Đứng sinh thành thiên liêng, cho con hình hài đến với cuộc đời này thì phải cùng chung tay nuôi nấng dạy dỗ. Điều này làm sao thay đổi được, Vũ Lộc nhấn mạnh. Ở nhà với 4 con nhỏ, cuộc sống vợ chồng Lý Hải đảo lộn ra sao giữa đại dịch Covid-19? Phải sống trong môi trường khép kín hoàn toàn, không được ra ngoài, nên ai cũng có cảm giác tù túng, dễ nổi quạo. Lý Hải thừa nhận nhức đầu vì chăm 4 đứa con trong đại dịch Covid-19. Những ngày này, cả nước đang trong giai đoạn tự cách ly 15 ngày để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 lây lan. Hầu như người người nhà nhà đều ý thức hạn chế ra đường, chỉ ở trong nhà theo đúng câu nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tình huống này vô tình cũng dẫn tới nhiều câu chuyện thú vị, giống như gia đình ca sĩ Lý Hải. Chia sẻ về cuộc sống gia đình mình trong đại dịch Covid-19, Lý Hải bộc bạch, 4 đứa nhỏ được ở nhà hoàn toàn nên vợ chồng tôi lúc này vừa đóng vai trò ba mẹ vừa là quản gia vú em, thầy cô giáo luôn. Vợ chồng tôi nhận bài vở online về dạy con, thực sự là có những bài vợ chồng tôi dạy không nổi vì chương trình khác ngày xưa quá. Toán lớp 3 thôi, mình dạy con làm bài xong xuôi mà phần mềm báo làm sai, mình cộng tới cộng lui mà phần mềm báo sai hoài, hóa ra là lỗi về dấu cách. Riêng chuyện dạy con học đã đủ nhức đầu rồi, lúc trước sáng đưa đi học chiều đón về có khoảng thời gian mình làm việc hoặc dành cho bản thân, còn giờ 100% thời gian tiếp xúc với con, từ ăn uống tới dạy dỗ mới thấy là khủng khiếp. Mình là cha mẹ dạy con căng thẳng, nhức đầu, thế mới biết các thầy cô chịu sức ép khủng khiếp, mình bái phục thầy cô giáo. Chưa kể lúc này phải sống trong môi trường khép kín hoàn toàn, không được ra ngoài, nên ai cũng có cảm giác tù túng, dễ nổi quạo. Suốt ngày chúng nó đòi đi ra ngoài chơi, mình bảo không được. Chúng nó hỏi tại sao, con virus đó là con gì mà ai cũng sợ. Mình ngồi giải thích về dịch Covid-19 cho nó nghe. Chừng 15-20 phút sau nó lại hỏi, hoặc đứa khác hỏi. Một ngày chúng nó hỏi 80-chục lần câu đó. Thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng đó là tình hình chung, ai cũng như ai nên mình phải chịu, chứ không biết phải làm sao. Nói thật là hồi đi hát mình không biết tắt tiếng là gì. Giờ ở nhà với 4 đứa con, tôi la muốn tắt tiếng luôn.
Không chỉ bị nhức đầu với bốn đứa con, nam ca sĩ đạo diễn series Lật Mặt còn cho biết đại dịch Covid-19 khiến phần năm Lật Mặt 48 giờ của anh không thể ra rạp như dự kiến ban đầu mà buộc phải lùi lịch vào dịp Tết Nguyên Đán 2021. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho anh về mặt tài chính, nhất là khi vợ chồng anh phải vay một số tiền không nhỏ từ ngân hàng để đầu tư cho phim. Phim chưa ra rạp đồng nghĩa với chưa thể thu hồi vốn, trong khi hàng tháng anh vẫn phải đóng tiền lãi ngân hàng. Lý Hải cũng chung một tâm tư nguyện vọng như bao người là mong cho đại dịch sớm qua, cuộc sống quay trở lại bình thường, mọi người được bình an. Phiêu Anh phân trần khi bị mỉa mai đu bám đời tư của Mai Phương Phùng Ngọc Huy. Chị thì thương hoàn cảnh của bé và nêu chính kiến của mình để mọi người có cái nhìn đa chiều, còn lại chưa từng phát ngôn thay ai bao giờ, cô khẳng định. Tối 28 tháng 3, 2020, Mai Phương ra đi sau thời gian điều trị ung thư phổi. Tiếc thương người đạo quốc, nhiều người cũng quan tâm chuyện bé La Vi sẽ do ai nuôi nấng sau khi mẹ qua đời. Đây đang là dấu hỏi lớn khi xuất hiện những thông tin chưa rõ ràng về di chúc của cố diễn viên và câu chuyện bên lề gây xôn xao dư luận. Khi mọi vấn đề đang là dấu hỏi, ca sĩ Phiêu Anh tiết lộ tâm tư của người trong cuộc. Ít ngày sau khi chia sẻ tâm nguyện của Mai Phương, Phiêu Anh tiếp tục công khai những đoạn tin nhắn riêng với Phùng Ngọc Huy, tình cũ của cố diễn viên để bảo vệ bé La Vi. Sau tâm sự của Phiêu Anh, Phùng Ngọc Huy lần đầu lên tiếng trên mạng xã hội. Nói về lý do mở lời, họ Phùng cho biết, Huy trước giờ không bao giờ lên tiếng vì muốn giữ được sự bình an cho La Vi. Nhưng hiện giờ vì có quá nhiều luồng thông tin không chính thức, đồn đoán ra vào, nên Huy xin lên tiếng một lần duy nhất. Mong muốn khép lại mọi chuyện của nam diễn viên, nhận được sự ủng hộ, Ốc Thanh Vân động viên Phùng Ngọc Huy cố gắng. Phiêu Anh cũng cổ vũ đàn anh, luôn tôn trọng và ủng hộ anh hết mình. Làm được bất cứ điều gì cho bé, em đều làm hết, mau Huy cố lên. Phiêu Anh hào hứng. Lời khích lệ Phùng Ngọc Huy của Phiêu Anh đã vấp phải phản ứng của anti-fan. Cư dân mạng nhắc nhở Phiêu Anh, bà đừng tài lanh giùm người ta nữa nha. Thay vì tức giận, Phiêu Anh giải bày, chị thì thương hoàn cảnh của bé và nêu chính kiến của mình để mọi người có cái nhìn đa chiều. Còn lại chưa từng phát ngôn thay ai bao giờ, đứng trước một đứa trẻ đáng thương, chị cũng chỉ muốn bảo vệ và nhận nuôi cháu ăn học nên người và bảo lãnh con sang Mỹ theo diện con nuôi. Nhưng giờ đã có ba cháu lo nên chị không có ý kiến, nếu tấm lòng của chị bị xem là tài lanh thì xem như chị có lỗi quá rồi. Không chỉ Phiêu Anh, ca sĩ Thanh Thảo cũng được dịp mở lòng, cô động viên Phùng Ngọc Huy, mọi người sẽ ủng hộ em và chúc hai cha con mọi điều tốt đẹp. Trước đó Thanh Thảo bị chỉ trích vô duyên khi khuyên tình cũ Mai Phương đưa con gái sang Mỹ chăm sóc. Tuy nhiên, khi có quá nhiều câu chuyện bên lề xoay quanh sự ra đi của Mai Phương, giờ đây mọi người mới nhận ra lời khuyên của Thanh Thảo là đúng đắn và có tâm. Sau khi được minh oan, Thanh Thảo bày tỏ tâm ý dành cho Phùng Ngọc Huy và bé La Vi, chị chỉ mong hai cha con từ đây sẽ may mắn và tốt đẹp hơn. Danh hài Chí Tài, tôi không xem mình là nghệ sĩ khi đi cách ly tập trung. Nghệ sĩ Chí Tài cho biết, ông không xem mình là nghệ sĩ khi đi cách ly tập trung, thay vào đó ông vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng vẫn đảm bảo quy định để bảo vệ sức khỏe. Mới đây, thông tin nghệ sĩ Chí Tài cách ly tập trung sau khi từ Mỹ về nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo một số du học sinh cùng phòng nhận xét, nam danh hài là người vui tính hòa đồng. Trong suốt 14 ngày cách ly, mọi người xem nhau như một gia đình. Thậm chí nghệ sĩ Chí Tài thường xuyên hỏi han kể chuyện cho các du học sinh và luôn chọc cười mọi người nhờ vào bản tính hài hước của mình. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước việc nam nghệ sĩ phải tiến hành cách ly tập trung vì trước đó ông không chia sẻ bất kỳ thông tin gì trên fanpage của mình. Trả lời báo, nghệ sĩ Chí Tài cho biết ông từ Mỹ trở về, có quá cảnh ở Nhật. Sau khi đến Việt Nam, danh hài được đưa vào khu cách ly tại ký túc xá khu A, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra công việc bây giờ đã được tạm ngưng hết. Đâu làm ăn gì được nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Chí Tài chia sẻ. Đồng thời diễn viên Nhà có năm nàng tiên cho biết đến hiện tại ông vừa hoàn thành 14 ngày cách ly, nhận kết quả âm tính và được chuẩn bị về nhà. Chí Tài cho biết ông thấy việc cách ly là một biện pháp tốt để hạn chế việc lây lan dịch bệnh trong giai đoạn hiện tại. Nam nghệ sĩ bày tỏ, tôi thấy việc cho những người từ nước ngoài về ở tại khu cách ly sẽ tránh được trường hợp nếu họ có bệnh sẽ lây chéo. Một số người nói cách ly đáng sợ, có thể là do có nhiều trung tâm cách ly, chỗ khác thì tôi không biết, nhưng tòa nhà tôi ở thì rất ổn, phòng của tôi vẫn giữ vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe bản thân. Lâu lắm rồi tôi mới ở trong căn phòng có đến 6 người, giống như mình là sinh viên vậy, tôi thấy vui khi có trải nghiệm đó. Nghệ sĩ Chí Tài cho biết, ông vẫn giữ thói quen tập luyện thể dục để đảm bảo sức khỏe. Nói về cuộc sống của mình trong suốt 14 ngày cách ly tập trung, Chí Tài cho biết ông thức dậy từ lúc 4 giờ sáng và dành thời gian tập luyện thể thao đến tận 7 giờ. Có hôm thì tôi đi bộ 6 lần, từ lầu 1 đến lầu 12, có ngày thì hít đất trên 300 cái, có ngày đi bộ sân đá bóng.
Tôi thấy việc đó rất tốt, nhất là trong giai đoạn này, tại vì sức đề kháng mình tốt thì mình mới có thể chống chọi với dịch. Bên cạnh đó, tôi duy trì thói quen rửa tay thường xuyên và súc miệng bằng nước muối sinh lý, nam nghệ sĩ chia sẻ. Đồng thời, Chí Tài nhận xét các cán bộ làm việc tại khu cách ly dễ thương, nói năng lịch sự, lễ phép và thân thiện với mọi người, ông cho hay. Chỗ khác thì tôi không biết, nhưng riêng tòa nhà của tôi thì rất dễ thương, không có gì để trách cả, chỉ có điều là tôi thấy ngày kéo dài không có gì để làm. Theo Chí Tài, thời gian đầu khi hay tin năm nghệ sĩ cách ly tập trung, gia đình ông khá lo lắng. Tuy nhiên sau đó họ cảm thấy an tâm hơn, tại vì tôi quen với cuộc sống tiện nghi rồi, vô đây lại phải ở tập thể. Nhưng tôi thấy nhà nước lo như vậy cũng rất tốt rồi. Tôi không xem mình là nghệ sĩ khi vào khu cách ly, thậm chí là tôi rất hòa đồng khi sinh sống với mọi người. Chỉ có điều là khi vô đây, người ta xin chụp hình thì tôi khó từ chối. Mấy em du học sinh còn trẻ, người ta gặp mình xin tấm hình kỷ niệm, tôi biết đó là không đúng, nhưng khó từ chối. Vì nếu mình bỏ đi thì người ta nghĩ mình cách khác, nhưng quan trọng vẫn là việc bảo vệ sức khỏe, nam nghệ sĩ nêu quan điểm. Trải nghiệm nào trong khu cách ly đáng nhớ nhất? Sống ở tập thể không thể đòi hỏi tiện nghi như ở nhà, bên cạnh mình cũng có nhiều người và mỗi người mỗi tính. Tuy nhiên tôi thấy may mắn khi anh em ở chung phòng mình đều rất lịch sự nhã nhặn. Ở khu cách ly 15 ngày, tôi không thấy điều gì khó khăn, ngoài việc phải giặt quần áo hàng ngày. Tôi bị đau lưng nên mỗi lần cúi xuống rất mỏi. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy đây là điều thú vị. Ngồi giặt quần áo tôi thường nhớ về tuổi thơ, khi tôi mới 14 tuổi đã phải giặt hai chậu to quần áo cho các thành viên trong gia đình. Nhờ thời gian cách ly, tôi mới có thời gian được ngủ nghỉ nhiều và ăn uống điều độ. Tôi nghĩ mọi người nên đọc kỹ thông tin và những hướng dẫn. Giữ gìn sức khỏe từ Bộ Y tế, ngoài đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, theo tôi quan trọng nhất là chăm chỉ tập thể dục, tăng cường sức đề kháng. Việc súc miệng nước muối cũng nên duy trì đều đặn mỗi ngày. Tôi thường súc miệng 3 lần trong ngày theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Thời gian ở Mỹ, tôi thấy người dân hơi chủ quan với dịch bệnh, mọi người ra đường không đeo khẩu trang và cho rằng bị bệnh mới nên đeo. Tuy nhiên, khi dịch bùng nổ, người dân mới ý thức đeo khẩu trang hơn. Tôi nghĩ đeo khẩu trang khó chịu nhưng lại an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Qua thông tin báo chí, tôi thấy chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh kịp thời và quyết liệt. Chỉ thị cách ly toàn xã hội là cần thiết với đất nước đông dân như Việt Nam. Giữa dịch bệnh, mọi người đều nâng cao ý thức mình, vì mọi người thì dịch sẽ sớm được đẩy lùi.